Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng nay ngày 15 tháng 12, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 với nhiệm vụ trọng tâm là tuần tra kiểm soát nhằm phòng ngừa, giảm tai nạn, ùn tắc giao thông và bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội 13 của Đảng, bảo đảm các hoạt động giao thông vận tải, nhu cầu vui chơi lễ hội của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 28 tháng 2 năm 2021. Tại buổi ra quân, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã quán triệt tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh công an nhân dân và quy trình công tác ứng xử văn hóa khi thi hành công vụ. Triển khai đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 với những nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, trên lĩnh vực giao thông đường bộ, tập trung kiểm soát đối với các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông như vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh vượt dừng đỗ không đúng quy định, chở hàng quá tải, quá khổ, quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, không nhường đường cho xe ưu tiên, không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không hợp lệ, xe hết niên hạn sử dụng, quá niên hạn kiểm định, xe ô tô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô là những đối tượng tập trung kiểm soát xử lý. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh Nam Định đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ cũng như là phân công nhiệm vụ cụ thể để sẵn sàng ra quân thực hiện cái cao điểm này. Dự đoán vào những cái tháng cuối năm thì thường là cái lưu lượng hoạt động của người dân sẽ tăng cao, cho nên là các cái điểm nút giao thông cũng sẽ phức tạp hơn. Qua đó chúng tôi phân công nhiệm vụ điều hòa giao thông tại các cái điểm nút phức tạp trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông cũng như là tạo điều kiện thuận lợi để cho người dân đi lại những cái tháng cuối năm được đảm bảo an toàn và thuận lợi. Trên lĩnh vực giao thông đường sắt, tổ chức kiểm tra xử lý các lỗi vi phạm hành chính, việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt tại các đường ngang phức tạp về an toàn giao thông, không có cảnh giới mở trái phép, chú trọng phương tiện đường bộ đi qua đường sắt. Với cái tinh thần và cái trách nhiệm cao nhất thì anh em đội cảnh sát giao thông đường sắt chúng tôi thì cũng lưng cao công tác tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về cái việc lấn chiếm hành lang toàn thông cũng như là cái việc dừng đỗ phương tiện sai quy định trong cái phạm vi an toàn đường sắt. Và cũng nhân đây thì anh em chúng tôi cũng rất là mong muốn là những người tham gia giao thông là chấp hành tốt những cái quy định của pháp luật. Trên lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, tập trung kiểm tra các đối tượng kinh doanh hàng hóa, khai thác tài nguyên khoáng sản, hoạt động vận tải hành khách ngang sông, phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, bảo đảm an toàn các lễ hội có hoạt động tổ chức trên sông. Chúng tôi cũng có phổ biến và tập huấn cho anh em. Cái thứ nhất là cái phương tiện phải an toàn. Cho nên vừa rồi chúng tôi sửa một loạt lại phương tiện, rồi từ máy móc, thiết bị, rồi là sơn sửa, rồi đến những cái dụng cụ cần làm, rồi là dây đợ là chúng tôi trang bị mới hết. Tinh thần như vậy là động viên anh em phục vụ một cái xuân mới này thật là tốt và an toàn. Ngoài ra chúng tôi tích cực bảo dưỡng những cái gì cần thiết, khi cần là chúng tôi phải có ngay. Các đồng chí công an này, rồi là thanh tra giao thông này, các đồng chí trên sở này thường xuyên nhắc nhở là chúng tôi tiếp thu và chúng tôi như vậy là hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của ngành y tế, kết hợp tuyên truyền để người dân nêu cao ý thức phòng dịch và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.